là sản phẩm huyết thanh lý tưởng dành cho các bạn có tình trạng da dầu mụn và muốn ngăn ngừa tình trạng mụn ở trên da. Về công dụng và thành phần sản phẩm Autumn Joy, chúng tôi đã cập nhật đầy đủ trên website của công ty cda.com.vn. Các bạn vào một sản phẩm để xem thông tin cụ thể nhé. Hôm nay, Joy sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng sản phẩm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.